Nếu bạn đã biết hoặc chưa biết, thì Else trong tiếng Đức có nghĩa là sự cam kết với Chúa. Còn ở trong văn hóa Bắc Âu, nhắc tới Else là ta liên tưởng ngay tới những quý tộc, những người thuộc tầng lớp thượng lưu, có địa vị cao trong xã hội. Vậy ở Việt Nam, nói tới Else thì chúng ta sẽ nghĩ tới cái gì nhỉ? À đúng rồi, Else với ứng dụng học tiếng Anh Else Speak. Chào mừng các bạn đã đến với Học viện Bo và Gấu. Trong câu chuyện kinh doanh số tuần này, hãy cùng chúng mình khám phá về Else. Cùng với đó là một vài câu chuyện bên lề về cuộc đời của người sáng lập ra ứng dụng này nhé. Trước khi bắt đầu video, bật mí là tập này sẽ có rất nhiều phần quà dành cho anh em. Số lượng không có hạn, thế nên anh em nhớ xem đến cuối nhé. Yêu! Người tạo nên Else là bà Văn Đinh Hồng Vũ. Lớn lên trong một gia đình có cha mẹ luôn tin tưởng rằng giáo dục chính là chìa khóa để thay đổi cuộc sống của mỗi người. Thế nên ngay từ khi còn bé, bà đã coi giáo dục chính là kim chỉ nam của cuộc đời. Thậm chí, ý niệm này còn theo Văn Đinh Hồng Vũ cho đến tận ngày hôm nay. Suốt quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, Văn Đinh Hồng Vũ luôn là một học sinh giỏi, xuất sắc trong tất cả các môn học. Bà không chỉ duy trì thành tích học tập tốt, mà còn thông thạo cả ba ngôn ngữ là Anh, Nhật và Trung. Thời gian thấm thoát thoi đưa, bước sang thế kỷ mới thì cũng là lúc bà Vũ bước chân vào giảng đường đại học như bao bạn bè đồng trang lứa. Năm 2000, Văn Đinh Hồng Vũ trở thành sinh viên khoa Kinh tế Quốc tế của Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, bà Vũ tích cực tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa khác nhau, từ nghiên cứu khoa học cho đến các hoạt động văn hóa xã hội. Thậm chí, khi mà việc được du ngoạn năm châu bốn bể vẫn còn là điều gì đó xa vời với học sinh sinh viên, thì Văn Đinh Hồng Vũ đã có cơ hội đại diện Việt Nam đi qua 10 nước, tham gia các hội nghị thượng đỉnh về các vấn đề giáo dục và hướng nghiệp toàn cầu. Năm 2004, sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, với background cực khủng cùng tấm bằng cử nhân kinh tế trên tay, bà Vũ ngay lập tức trở thành người châu Á đầu tiên trúng tuyển vào vị trí trợ lý tổng giám đốc của Maersk, một tập đoàn đa quốc gia của Đan Mạch chuyên về vận tải và năng lượng, có chi nhánh trải khắp 136 quốc gia. Đây cũng chính là nền tảng cho những thành công sau này của bà Văn Đinh Hồng Vũ. Làm việc trong một tập đoàn top đầu thế giới, lương thì cao, môi trường thì tốt, tưởng chừng đây chính là đỉnh cao mà bà hằng mong ước. Nhưng không, sau 3 năm cống hiến tại Maersk, bà nhận ra rằng dù có tiếp tục thăng tiến, đạt đến nhiều vị trí cao, thì đây vẫn thực sự không phải là đam mê của đời mình. Năm 2007, Văn Đinh Hồng Vũ quyết định rời khỏi Maersk, book cái vé máy bay sang Mỹ để học thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Stanford danh tiếng. Chuyến đi học này vừa là cơ hội để bà Vũ nhìn lại bản thân, vừa là để tìm kiếm đam mê của đời mình. Bước chân vào giảng đường Stanford, bà ngay lập tức bị choáng ngợp bởi hệ thống giáo dục tại đây. Ở Stanford, giáo dục không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức, mà còn là phát triển tư duy, kỹ năng và khả năng sáng tạo của sinh viên. Chính những trải nghiệm này đã khơi dậy sợi chỉ đỏ bị chôn vùi bấy lâu trong bà Vũ. Nhận thấy để có thể mang những trải nghiệm này về Việt Nam, không có cách nào tốt hơn bằng cách việc tự trang bị cho mình những kiến thức chuyên sâu về giáo dục. Sau khi hoàn thành MBA, bà làm thêm cái bằng nữa cho chắc cộp, đăng ký luôn cái chương trình thạc sĩ về giáo dục của Stanford. Cơ mà trong quãng thời gian này, Văn Đinh Hồng Vũ đã sớm nhận ra rằng ngữ pháp và từ vựng của mình có thể tốt, nhưng do phát âm chưa chuẩn khiến cho bà gặp rất nhiều tình huống giờ khóc giờ cười khi nói chuyện với bạn bè và thầy cô. Nhận thấy đây chính là rào cản trong việc giao tiếp và học tập của bản thân, bà quyết tâm tìm đủ mọi cách để cải thiện phát âm của mình. Thậm chí, bà Vũ chọn thử tìm đến các gia sư người bản xứ để giúp luyện phát âm 1:1. Tuy nhiên, mọi chuyện cũng chả khá khẩm hơn là bao. Chi phí kèm 1:1 quá đắt đỏ khiến cho Văn Đinh Hồng Vũ sớm chùn bước. Dần dần, bà bắt đầu mất đi sự tự tin khi nói tiếng Anh. Trong lúc đang loay hoay không biết phải làm gì, bỗng dưng trong đầu Văn Đinh Hồng Vũ chợt lóe lên một ý tưởng. Đó là tạo ra một ứng dụng công nghệ, thứ có thể giúp những người như bà luyện phát âm tiếng Anh một cách hiệu quả và dễ dàng hơn, mà chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với việc thuê gia sư. Động lực này khiến cho bà quyết định đi khắp nơi để tìm tòi và nghiên cứu đủ kiểu. Tuy nhiên, do cha có kinh nghiệm gì về công nghệ, bà Vũ hiểu rằng để biến ý tưởng của mình trở thành hiện thực là điều rất khó. Thế nên, bà cần phải đi tìm cho mình một partner, một nhà đồng sáng lập có chuyên môn về IT, người có thể giúp bà hiện thực hóa ý tưởng của mình. Trải qua 6 tháng nằm gai nếm mật, đi đến nhiều nơi, đặt chân tới nhiều quốc gia và tham gia hàng loạt hội nghị về trí tuệ nhân tạo. Cuối cùng, nỗ lực tìm kiếm của bà cũng được đền đáp. Trong một lần đến Đức để tham gia một cuộc hội thảo về công nghệ nhận diện giọng nói, Văn Đinh Hồng Vũ có cơ hội gặp Xavier Anguera, một nhà khoa học máy tính người Bồ Đào Nha chuyên về AI. Bị ấn tượng bởi kiến thức và kinh nghiệm của Xavier Anguera trong lĩnh vực công nghệ nhận diện giọng nói, bà ngay lập tức nhận ra rằng Xavier chính là người mà bà bấy lâu nay tìm kiếm. Lúc này, bà Vũ quyết định tiếp cận Xavier để trình bày ý tưởng và ngỏ ý mời ông tham gia dự án của mình. Nghe thì có vẻ trôi. Không một phút chần chừ,
Xavier đồng ý nhận lời mời hợp tác, tạm rời xa gia đình ở Bồ Đào Nha và chuyển tới San Francisco, cùng với Văn Đinh Hồng Vũ quyết tâm biến ý tưởng thành hiện thực. Mất vài năm tìm tòi và nghiên cứu, tới tháng 7 năm 2015, ứng dụng dạy tiếng Anh có tên là Elsa chính thức được ra đời. Elsa? Phát âm giống Elsa trong Frozen á? Frozen. E-L-S-A. Đọc là Elsa, không phải là Sa mà là Sở. Elsa đây hiểu đơn giản là viết tắt của English Learning Speech Assistant, aka trợ lý phát âm tiếng Anh, chứ không phải là Elsa trong Frozen đâu nhá. Nhưng mà nghe cũng hợp tai phết nhở, vừa mạnh mẽ lại còn vừa độc lập. Có khi nào được lấy cảm hứng từ Elsa kia cũng nên. Thế cái này sử dụng như nào đấy? Cụ thể hơn thì Elsa Speak là ứng dụng hỗ trợ người dùng luyện nói tiếng Anh thông qua sử dụng trí tuệ nhân tạo độc quyền để nhận diện giọng nói. Khi sử dụng Elsa Speak, người dùng sẽ được yêu cầu đọc một từ, cụm từ hoặc một đoạn hội thoại, và sau khi đọc xong, Elsa Speak sẽ đưa ra đánh giá chi tiết đến từng âm tiết cho kỹ năng phát âm và nhiều kỹ năng khác như là ngữ điệu, nhấn âm, trôi chảy. Điều này giúp cho người dùng nhận biết được các lỗi của mình, từ đó cải thiện về khả năng nói và giao tiếp. Nghe có khác gì ứng dụng dạy tiếng Anh khác đâu. Thế làm sao nổi nhỉ? Lý do đầu tiên chắc chắn là do công nghệ rồi. Đây được xem là điểm mạnh nhất của Elsa, là ứng dụng dạy tiếng Anh sở hữu công nghệ AI nhận diện giọng nói thuộc top 5 thế giới. Elsa sở hữu một cơ sở dữ liệu khổng lồ về giọng nói của người bản ngữ, từ đó so sánh với giọng nói của người dùng để phân tích và đưa ra phản hồi chính xác đến từng âm tiết thông qua các màu sắc trực quan. Điều này giúp người dùng có thể xác định các lỗi phát âm của bản thân một cách chính xác để từ đó đưa ra chỉnh sửa kịp thời. Ngoài ra, ở những phần bài tập hội thoại, Elsa sẽ phân tích và đánh giá cả kỹ năng về ngữ điệu và trôi chảy để giúp người dùng luyện tập toàn diện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Với slogan ai cũng có thể nói được tiếng Anh hay, Elsa còn mang tới hệ thống bài học đa dạng được thiết kế theo nhiều cấp độ, từ cơ bản đến nâng cao, từ đời sống hàng ngày cho đến phục vụ các lĩnh vực trong công việc, thứ mà hầu như không ở đâu có được. Thậm chí, dựa trên bài kiểm tra đầu vào và quá trình học, ứng dụng còn có thể thiết kế cho bạn một lộ trình học được cá nhân hóa dành riêng cho bạn, của bạn và mang tên bạn, với mục đích nhằm cải thiện những phần kỹ năng mà chính bạn còn đang thiếu sót. Không chỉ vậy, trải nghiệm của người dùng cũng là thứ được bà Văn Đinh Hồng Vũ đặt lên hàng đầu. Xuất phát từ việc học tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, bà thấu hiểu được những khó khăn và bất cập của những người đang học thêm ngôn ngữ này. Vậy nên giao diện của Elsa Speak còn được thiết kế đơn giản và dễ sử dụng, với các biểu tượng và menu được bố trí rõ ràng. Nhờ vậy mà người học có thể dễ dàng tìm thấy những thứ họ cần trong quá trình sử dụng. Ngoài ra Elsa còn có một gói học nâng cao là Elsa Pro. Đây là phiên bản trả phí của ứng dụng Elsa Speak, cung cấp nhiều option hơn so với phiên bản miễn phí, chẳng hạn như là truy cập vào toàn bộ nội dung của Elsa, bao gồm hơn hàng trăm chủ đề và hàng chục nghìn bài học khác nhau. Được xây dựng lộ trình cá nhân hóa, sử dụng tính năng huấn luyện viên giúp bạn chọn ra những bài học phù hợp theo trình độ, nhắc nhở bạn rèn luyện mỗi ngày và dẫn dắt bạn qua mỗi bài học. Hay đặc biệt nhất là không có quảng cáo Entrix, thứ mà không thể thiếu trên tất cả các video của Học viện Bò và Gấu. Entrix, ứng dụng đầu tư chứng khoán miễn phí trọn đời, giao diện thì dễ sử dụng mà lại còn miễn phí 2 lốp khi mở tài khoản. Entrix, đơn giản hóa đầu tư cho người Việt. Link mở tài khoản chúng mình để ở dưới phần mô tả nhé. Yêu. Những yếu tố vừa đề cập đã góp phần tạo nên thành công rực rỡ của Elsa Speak. Năm 2016, Elsa Speak đạt giải nhất trong cuộc thi công nghệ giáo dục toàn cầu SXS We Do do Bill Gates Foundation, tổ chức từ thiện được thành lập bởi Bill Gates tài trợ. Giải thưởng này đã giúp Elsa Speak lan tỏa và được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới. Năm 2019, ứng dụng này nhận 7 triệu đô la tài trợ của Gradient Ventures, một quỹ đầu tư mạo hiểm chuyên đầu tư vào trí tuệ nhân tạo của Google. Offer này mang lại cho bà Vũ rất nhiều đặc quyền, như là tài nguyên đào tạo này, hay đặc biệt là được cấp quyền truy cập cho nguyên kho dữ liệu để cải thiện thuật toán AI. Đây là yếu tố chính dẫn đến sự bùng nổ về lượng người dùng của Elsa trong tương lai. Sau 8 năm thành lập, Elsa Speak đã góp phần cải thiện khả năng nói tiếng Anh của hàng triệu người trên toàn thế giới. Hiện nay, ứng dụng đã có mặt tại hơn 195 quốc gia với hơn 50 triệu lượt tải. Ngoài ra, Elsa còn được cả tạp chí danh tiếng Forbes công nhận top 4 công ty sử dụng AI làm thay đổi thế giới. Xuất hiện tại Việt Nam vào năm 2016, dù vấp phải sự cạnh tranh của hàng loạt đối thủ to nhỏ khác nhau, thế nhưng Elsa Speak vẫn đang từng ngày nỗ lực giúp người dùng tự tin hơn trong giao tiếp tiếng Anh. Chúng ta không thể phủ nhận rằng bà Văn Đinh Hồng Vũ đã mang hình ảnh của Việt Nam ra thế giới. Từ một người dành cả thanh xuân để kiếm tìm đam mê của bản thân, bà đã không ngừng nỗ lực để biến ước mơ của mình trở thành hiện thực. Chính tư duy này đã giúp bà Vũ có được thành quả như ngày hôm nay. Và đó là câu chuyện truyền cảm hứng của bà Văn Đinh Hồng Vũ và Elsa. Dựa trên câu chuyện vừa rồi, chúng mình thấy rằng Elsa Speak là một ứng dụng cực kỳ phù hợp để cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh. Thế nên,
để tri ân những người yêu quý Học viện Bò và Gấu và cả Elsa. Trong số tuần này, chúng mình sẽ gửi tặng các bạn những ưu đãi đặc biệt có 102. Cụ thể hơn, khi mua gói Elsa Pro bằng đường link để dưới phần mô tả, các bạn hãy nhập mã Bò và Gấu để nhận được ưu đãi hấp dẫn nhé. Ngoài ra, từ ngày 6 tháng 10 cho đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2023, chúng mình sẽ dành tặng 10 khóa học miễn phí trên Elsa cho 10 bạn may mắn nhất sở hữu tài khoản tại Entrix. Thể lệ thì đơn giản thôi, mấy bạn chỉ cần like video, subscribe kênh và comment số tài khoản Entrix của mình. Muốn lấy cái này thì mấy bạn chỉ cần vào app Entrix, rồi bấm vào phần thông tin bản thân bên dưới góc phải màn hình. Số tài khoản nó hiện ngay ở đầu luôn. Tên của mọi người thì sẽ được quay số vào số sau. Đen thì là Black, còn đỏ thì trúng ngay khóa học cả triệu đồng. Thế nên chơi mini game đi nhá. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của chúng mình. Tuần sau Bà và Gấu nên làm về câu chuyện nào tiếp theo nhỉ? Hãy comment ở phía dưới để chúng mình biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Bye bye!